5 lý do khiến Xavi ở lại Barca. Sự tin tưởng của ban lãnh đạo và sự ủng hộ của cầu thủ là hai lý do chính khiến huấn luyện viên Xavi ở lại Barca thêm một năm. Sự tin tưởng của ban lãnh đạo. Hồi tháng 1, sau các trận thua Real 1-4, Bilbao 2-4 và Villarreal 3-5, Xavi tuyên bố rời Barca vào cuối mùa. Ban đầu, ban lãnh đạo câu lạc bộ đồng ý với quyết định được đưa ra dưới áp lực thành tích này. Tuy nhiên, sau chuỗi trận phản ứng ấn tượng gần đây, họ nhận ra Xavi vẫn là lựa chọn tốt nhất trong hoàn cảnh hiện nay. Chủ tịch Juan Laporta, phó chủ tịch Just và giám đốc thể thao Deco đều muốn huấn luyện viên người Tây Ban Nha tiếp tục công việc. Sự ủng hộ từ ban lãnh đạo đã khiến Xavi thay đổi suy nghĩ. Ngày 24 tháng 4, ông quyết định ở lại đến hết hợp đồng vào tháng 6 năm 2025. Sự ủng hộ của cầu thủ. Sau tuyên bố chia tay hồi tháng 1 của Xavi, các cầu thủ đều nhận trách nhiệm và muốn ông ở lại. Họ cũng thể hiện sự ủng hộ bằng hành động trên sân cỏ. Trong 15 trận tiếp theo, Barca chỉ thua 2 trước PSG và Real. Nếu Ronald Araujo không nhận thẻ đỏ khi đội nhà đang dẫn trước PSG ở lượt về tứ kết Champions League và pha đưa bóng của Lamine Yamal qua vạch vôi khung thành Real được trọng tài công nhận, đội bóng của Xavi có thể đã thắng hoặc hòa. Các cầu thủ Barca đã cho thấy họ thực sự chiến đấu vì Xavi và đội bóng. Xavi hiểu Barca hiện tại hơn bất kỳ huấn luyện viên nào. Uy tín cá nhân của Xavi là một thứ vũ khí quan trọng của Barca. Nhờ nó, đội chủ sân Camp Nou đã chiêu mộ hàng loạt ngôi sao mà không mất quá nhiều tiền. Xavi cũng có công biến các cầu thủ trẻ Lamine Yamal, Pau Cubarsí hay Fermín López thành ngôi sao. Yamal, 16 tuổi, và Cubarsí, 17 tuổi, đều đã thành tuyển thủ Tây Ban Nha. Nếu Xavi ra đi, sự tiến bộ và quá trình xây dựng lại đội bóng 2 năm qua có thể đổ sông đổ bể. Ban lãnh đạo hiểu rõ điều này. Thành tích không quá tệ. Trong vai trò huấn luyện viên, Xavi trở lại cứu Barca từ cuối 2021. Ông đã đưa đội bóng từ thứ 9 về thứ 2 La Liga 2021-2022, giành La Liga và siêu cúp Tây Ban Nha mùa tiếp theo, vào tứ kết Champions League và đang hướng đến vị trí thứ 2 La Liga mùa này. Với một đội bóng khủng hoảng tài chính như Barca, thành tích này có thể xem là ấn tượng. Sự mạo hiểm khi Barca chiêu mộ huấn luyện viên mới. Hansi Flick và Roberto Yeyebi đều muốn tới sân Camp Nou thay Xavi. Tuy nhiên, những huấn luyện viên này có thể đòi hỏi ngân sách chuyển nhượng lớn và mức lương hấp dẫn, điều mà Barca không thể đảm bảo trong hoàn cảnh hiện nay. Hơn nữa, nếu huấn luyện viên mới không phù hợp, đội bóng sẽ phải bồi thường lớn để sa thải. Trong khi đó, với Xavi, Barca có thể tiếp tục liệu cơm gắp mắm chờ tình hình tài chính tốt lên. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.